chào tất cả mọi người đã đến với kênh Đạo Phật Cuộc Sống của mình. Hôm nay mình mới vừa vào, mới giờ thì được anh bên bưu điện anh gửi cho mình một cái hộp. Hộp này là hộp nút play bạc của YouTube. Đây là phần thưởng 100 ngày subscribe mà tất cả mọi người đã đăng ký ủng hộ của kênh của mình trong vòng 2 năm nay. Thì bây giờ mình cũng còn hộp, cũng không biết là trong cái hộp này có nút play bạc này nó như thế nào. Xin mời tất cả mọi người cùng mở ra xem với mình nhé. Bây giờ để mở nút play bạc đây nha. Mà anh cũng không có ha. Đó. Cứ từ từ thôi, coi chuyện chóng cái gì á. Cái bể á. Không biết, em nghe nói play bạc thì trong đây nó đẹp. Mà thương coi nó ra làm sao. Đó. Lúc này bạc rất đẹp nha mọi người. Bên trong này thì có có nút play bạc thì rồi bây giờ mình xin giới thiệu về nút play bạc này nhé. Nút play bạc này thì đây là tên tên kênh, đây là tên của mình để là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đây thì mình không để là Đạo Phật Cuộc Sống nhưng mà mình để Nam Mô A Di Đà Phật thì để mình tỏ lòng biết ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và đăng ký kênh của mình. Thì mình cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người và muốn mọi người có thể niệm Phật thường xuyên và tinh tấn để gieo duyên với Phật, để sau này về với Phật nha nhé mọi người. Rồi, trong cảm còn gì nữa. Tiếp theo bên trong này thì được một cái thư cảm ơn của YouTube. Xe YouTube đã gửi thư cảm ơn cho mình. Nói gì toàn là tiếng Anh không vậy? Có tiếng Anh không thì đại loại là nói cảm ơn mình đã trong thời gian qua đã hoạt động từ 100.000 người đăng ký. Hôm nay mình nhận được bạc thì mình cũng rất là vui. Thì trên kênh Đạo Phật Cuộc Sống của mình thì chủ yếu là mình làm cái nhạc điện Phật cơ quan với Bồ Tát chúng đề bi, thì ba phần đó là chính thì chủ yếu để cho mọi người có thể nghe nhạc điện Phật cơ quan âm về chúng đề bi để nghe thường xuyên hơn để nghe cái duyên phước với Phật và sau này có cơ hội để có thể gặp Phật. Và lúc khó khăn hoặc là khổ đau thì chúng ta cũng nhớ đến thương hiệu của cơ quan Bồ Tát. Thì sắp tới thì kênh Đạo Phật Cuộc Sống nhớ của chúng mình thì định thực hiện một cái chương trình đó là đi từ thiện khắp mọi nơi, khắp khu vực đồng bằng sông Cửu Long, dài rộng hơn là khu vực miền Nam, để ủng hộ tất cả những người gặp khó khăn. Khi mình đi tới đâu thì mình sẽ gặp những người khó khăn đó, thì mình sẽ gặp họ và chia sẻ với họ những cái khó khăn, như là mình ủng hộ về tiền bạc, gạo, quần áo, vân vân. Nói chung là mình cứ có bao nhiêu thì mình ủng hộ bấy nhiêu. Nhóm đi chủ yếu thì làm từ thiện là nhiều. Thì sắp tới mình có để số tài khoản của mình ở bên dưới. Thì quý vị bà con Phật tử có nhu cầu ủng hộ ở nơi nào thì mình sẽ đi đến nơi đó và ủng hộ theo tâm nguyện của tất cả mọi người.